chương 1239. Một chiêu chiến thắng cùng Mạc Giảng Ly. Nguồn. Mê truyện audio com Đơn thuần đối thiên địa nguyên khí điều khiển, ngũ sắc chân thể xác thực cùng huyền hoàng thánh thể có chênh lệch không nhỏ. Nhưng Lạc Hồng sớm đã tại ngũ sắc chân thể trên cơ sở, tu thành nguyên bản không cách nào tại linh giới tu thành kinh lôi tiên thể. Sở dĩ ngay từ đầu không thi triển, chẳng qua là muốn nhìn một chút thiên nguyên thánh hoàng thủ đoạn mà thôi. Cái này gia hỏa khí tức, phát hiện lạc hồng lúc này khí tức đột nhiên thu liễm tại vô hình thiên nguyên thánh hoàng linh giác lúc này có không ổn cảm giác đồng thời hắn lại vô hình có một cổ ngay lập tức nếu không lập tức xuất thủ liền lại không cơ hội gấp gáp ý niệm vốn định đem một chiêu này lưu đến ma kiếp thời điểm nhưng không ngờ hôm nay có thể đụng tới lạc huynh như vậy cao thủ dứt khoát liền triệt để thống khoái một trận thiên nguyên thánh hoàng cuối cùng không phải hời hợt hạng người trọng áp phía dưới hắn ngược lại chiến ý phóng đại cái gặp hắn hai tay bỗng nhiên mở rộng khiến cho chu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1240 Dự định linh hoàng Nguồn Mê truyện audio com Qua ba lần rượu, trong bữa tiệc bầu không khí không khỏi lại hòa hợp rất nhiều. Lại là một chén ngũ sắc rượu vào trong bụng, thiên nguyên thánh hoàng lúc này thoải mái phun ra một ngụm nhiệt khí, lúc này mới hơi cảm giác tận hứng để ly rượu xuống nói. Lạc Huynh, Linh Tài Tài Nguyên cũng dễ nói, nhưng Lạc Nhật chi mộ so nhất cảnh chi địa cũng nhỏ không được bao nhiêu, ngươi dự định từ chỗ nào tìm đầy đủ tu tiên giả bổ khuyết. Căn cứ Lạc Mổ cùng yêu tộc bên kia nói thành điều kiện, đến lúc đó một phần ba khu vực sẽ thuộc về bọn hắn, mà còn lại hai phần ba, Lạc Mổ thì kế hoạch chủ yếu theo thiên linh cảnh mời chào nhân tộc tu tiên giả. Mà bởi vì Lạc Mổ tiếp xuống ứng đối ma kiếp một chút động tác, sẽ khá thiếu khuyết các loại luyện khí sư cùng trận pháp sư, cho nên tại mời chào thời điểm cũng sẽ tương đối thiên về phương diện này. Lạc Nhật chi mộ công trình vừa mở, chỉ dương tử tinh nhất luyện, liền cũng lừa không được người, Lạc Hồng ngay lập tức cũng không để ý tiết lộ thêm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1241. Một lần cũng không có thể thiếu. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thánh hoàn thành bên ngoài, Lạc Hồng phi độn tại thiên nguyên cảnh trên không, nhưng trong lòng đang suy nghĩ sau này một chút kế hoạch. Lạc tiểu tử, vừa rồi các ngươi nhân tộc đại thừa thế nhưng là nói muốn cùng linh tộc bọn hắn thương nghị liên minh sự tình cái này rõ ràng cùng ngươi liền ma kế hoạch không hợp có thể bản tiên tử làm sao không thấy ngươi có nửa điểm phản ứng lúc này ngân tiên tử đột nhiên theo hắn đầu vai bay ra một mặt tò mò hỏi cách mỗi vài vạn năm ma kiếp liền sẽ giáng lâm một lần mỗi lần cũng liền tiếp tục một hai ngàn năm đối với mảnh này khu vực năm chi tộc quần mà nói ma kiếp cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ các tộc có thế sừng sững đến nay tự nhiên là cũng có một bộ đối ứng ma kiếp phương pháp cho nên cái này ma kiếp mới bắt đầu năm tộc liên minh càng nhiều hơn chính là định ra không xâm phạm lẫn nhau ước định ngoại trừ linh tộc cùng một tộc bên ngoài, nằm trong tộc thực lực đệ nhất giả dạ xoa tộc cùng thực lực thứ hai ảnh tộc, thậm chí vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1242 Rồng có nghịch lân Nguồn Mê truyện audio com Mấy ngày sau, Thái A Thần Sơn, ba đạo nhan sắc khác nhau động quan ngay lập tức chính như thương lượng xong, từ khác nhau phương hướng phi động mà tới. Không bao lâu, cái này ba đạo động quan liền không phân tuần tự rơi xuống nên khách lâu đình viện bên trong phân biệt lộ ra hát phượng yêu vương tiểu quán nam ly giao vương hoàng bẩm cùng một vị thiên hồ yêu tộc trưởng lão thân hình a à, nghĩ không ra đúng là yêu sư đạo hữu đích thân tới nhiều năm không thấy đạo hữu nhưng mạnh khỏe vừa mới thấy rõ kia thiên hồ tộc trưởng lão bộ dáng hoàng bẩm liền không khỏi khẽ di một tiếng lập tức khách khí chắp tay ân cần thăm hỏi nói tộc ta tộc trưởng cũng bị nhân sinh cầm bắt sống đoạt đi nguyên âm bản yêu sư lại há có thể mạnh khỏe so sánh bình thường thiên hồ yêu tộc vị này yêu sư đại nhân quần áo không chút nào hiển mát lạnh cái gặp nàng mặc một thân thái cực đạo bào đầu đội hoa sen mũ miệng mi tâm đốt một hạt mực đỏ khí chất rất là xuất trần bộ dáng thì là cùng tân vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung chương 1243 sinh cơ mới mang thai nguồn mê truyện audio com vị này tân đạo hữu chính là tộc ta yêu sư làm người xưa nay phân rõ phải trái ở trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm hoàng bẩm tuy nói trong lòng mắng to không ngừng nhưng chung quy là không thể nhìn xem tân tam nương chết ở trước mặt mình cũng không muốn hảo hảo hợp tác ngâm nước nóng vội vàng liền đánh lên giảng hoa. hòa họ hoàng không cần ngươi ở chỗ này làm bộ người tốt người này dám như thế khi nhục ta thiên hộ nhất tộc bản yêu sư nhất định phải hắn trả giá đắt tân tam nương ngay lập tức cứ việc khí tức quẩy oải nhưng khí diễm nhưng không có nửa phần thu liễm lau khô vết máu ở khóe miệng liền tức giận uy hiếp nói lạc mộ có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ nhưng ngươi khẳng định là không thấy được gặp hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lạc Hồng lập tức ánh mắt mãnh liệt, nói đi liền muốn đồng thủ diệt này hồ nữ nhục thân, bắt nguyên thần rút hồn luyện phách. Các loại lạc đạo hữu, ta mặc dù cũng không rõ tân đạo hữu đột nhiên đồng thủ động nguyên do, nhưng hắn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1244 Lạc Nhật Thương Minh Nguồn Mê truyện audio com Chuyện thứ hai này thì là hai tộc nhân yêu bên trong, mới ra một cái tên là Lạc Nhật Thương Minh Quái Vật Khổng Lồ. Cũng không biết vì sao, này minh tại đại khí thô cực điểm, gần 50 năm đến, điên cuồng tại hai tộc nhân yêu mua sắm linh tài, mà lại đều là dùng cực phẩm linh thạch trả tiền. Chẳng những khiến cho rất nhiều linh tài cũng tăng giá, còn nhường dĩ vãng một chút dễ dàng mua được linh tài, trở nên khang hiếm bắt đầu. Hàng tiền bối còn cần đặc biệt chú ý một cái, miễn cho bởi vậy bị lầm sự tình. Tạo bào đạo nhân một nói tới việc này, liền dẫn không ít quán khí, hiển nhiên chính hắn là đầy đủ cảm nhận được lạc nhật thương minh mang đến không tiện. Cái này hoàn toàn chính xác đáng giá chú ý, người nói tiếp, Hàng Lập nghe vậy lập tức cau mày gật đầu, hắn lần này trở lại Thiên Nguyên thành chuyện thứ nhất, chính là bế quan đột phá hợp thể cảnh giới. Trước đó, một chút cần thiết đang dược và linh tài là đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Mà tại trong ấn tượng của hắn những này vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1245. Quá dị quy cũ cùng địa hồn chân nhân. Nguồn. Mê truyện audio.com. Nhưng xem chung quanh người đều chỉ là mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng, mà không có thật náo bắt đầu, Hàng Lập cũng không có xoay người rời đi vẻn vẹn chân chờ mấy tức, hắn liền đi theo đám người sau lưng, đi vào chỗ này lạc nhật thương minh cứ điểm. Một lát sau, đám người liền được đưa tới một tòa ba mặt trên vách tường điểm đầy rõ ràng đến, mặt đất cùng trên trần nhà cũng khắc đầy huyền diệu trận văn cổ quái phòng bên trong. Nơi này chính là khai sáng đường, tự hồ cũng không có gì đặc biệt chi. Đang nghi ngờ thời điểm, hàng lập một cước liền bước lên trận văn biên giới, lập tức hắn nguyên thần liền cảm giác chấn động, nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình kích thích. Nếu không phải lập tức nguyên thần cũng không truyền đến khó chịu gì cảm giác, ngược lại có chút buông lỏng cảm giác thư thích, hắn sớm đã vận khởi đại diễn quyết phản kháng. Quét mắt quan sát chu vi, gặp đằng trước những cái kia luyện hư tu sĩ đều là một bộ thành thói quen bộ dáng, hàng lập nhất lên tâm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1246 Linh Hoàng Chi Uy Nguồn Mê truyện audio com Ha ha, tiểu bối đừng muốn lừa ta, Linh Hoàng chẳng lẽ gần nhất còn vừa vặn tới thiên uyên thành hay sao? Địa hồn chân nhân nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, đồng thời năm ngón tay phía trên âm phong vừa kêu hướng hướng chi lễ chọc tới. Mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, viên kia bị ném ra màu bạc thẻ tròn lại là đột nhiên vỡ ra, hóa thành mấy cái từ màu bạc phù văn tạo thành vòng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt không gian ba động liền từ những này vòng sáng bên trong bộc phát, đạm màu bạc linh quang phi tốc đem bổ sung viên mãn. Duy nhất một lần pháp bảo. Mãnh liệt không gian ba động lập tức hấp dẫn địa hồn chân nhân chú ý, cũng không chờ hắn kịp phản ứng, một cái trắng noãn tay không liền từ màu bạc linh quang bên trong nhô ra, lập tức không có bất kỳ dừng lại gì, liền hướng hắn ngực vỗ tới. Lúc này lấy địa hồn chân nhân góc nhìn nhìn lại, cái này tay không cách hắn chừng mấy trường xa, muốn thương tổn hắn chỉ có thể đánh từ xa xuất thần thông, lại là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1247 Hồng La Tiên Tử Nguồn Mê truyện audio.com Tiến vào tọa độ không gian, lại tương lai đến linh giới, đây chẳng phải là không kịp chấn kinh lạc hồng từng hạ giới sự tình, hàng lập lúc này chỉ lo lo lắng nam cung uyển an nguy. Dù sao chính hắn ngay tại lén qua linh giới lúc tao ngộ không gian phong bạo, suýt nữa cùng băng phong cùng nhau chết tại không gian thông đạo bên trong, tất nhiên là lo lắng nam cung uyển cũng bị này vận rủi. Vi huynh lúc ấy tự mình đi dò xét chỗ kia tọa độ không gian, lại phát hiện hắn sớm đã phá diệt, nếu như chỉ là không gian phong bạo, lại là không cách nào tạo thành như vậy ảnh hưởng. Cho nên, Vi huynh cho rằng Nam cung đạo hữu lén qua thời điểm là gặp cái gì khác ngoài ý muốn, là phúc là họa còn khó nói. Là không mặc dù biết rõ Nam cung Uyển là đùng phải thiên đại cơ duyên, nhưng ngay sau đó tất nhiên là không thể cùng hàng lão ma nói rõ. Khi Uyển Nhi bây giờ cũng không tại nhân giới, cũng không đến linh giới, lại sẽ người ở chỗ nào đây? Nghe là không nói như vậy, hàng lập cho vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1248. Đột phá thời cơ. Nguồn Mê truyện audio.com hơn tháng về sau lạc nhật chi mộ là hồng động phủ chỗ chí dương phong đỉnh núi phía trên hoàng bẩm các loại ba vị yêu vương lần nữa cùng nhau mà tới mà không bằng bọn hắn truyền âm đầu hàng kêu gọi một đạo màu đen độn quan liền từ phía dưới bay tới trong nháy mắt ngay tại ba người trước mặt hiện ra lạc hồng thân hình cũng rút lui lạc hồng ngay lập tức gần sóng hỏi từng ba chúng ta tộc tu sĩ đều đã lui ra lạc nhật chi mộ tiếp xuống liền xem lạc đạo hữu thủ đoạn hoàng bẩm nghe vậy lúc này trả lời trải qua không sai biệt lắm một cái giáp cố gắng, tam tộc yêu tu rốt cục dựa theo lạc hồng đưa cho chính mạch đồ, một lần nữa cắt tỉ lạc nhật chi mộ toàn cảnh địa mạch. Nghĩ đến trong lúc đó giao long vác núi, hắc phượng đốt xuyên, thiên hồ bố mưa vất vả, ba vị yêu vương giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng đem việc để hoạt động xong, có thể nghỉ ngơi một chút. Tốt, lạc mộ cái này xuất thủ. Nhất là tốn thời gian phí sức chải vuốt địa mạch đã hoàn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1249 Bảo Hoa xuất quang Nguồn: me truyện audio.com. Tiếng chung thoáng qua một cái, đám người cái gặp vô số đất đá lơ lửng mà lên, lập tức một cổ đầu chân sai chỗ cảm giác quái dị liền mảnh đánh lên trong lòng. Càng không đảo ngược. Nhìn qua chu vi dị tượng, Hoàng bẩm bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Vì sao lại có người có thể đem càng không chi lực tu luyện tới loại này tình trạng? Thiên nguyên thánh hoàng giờ phút này càng là trong lòng trung mạnh, dù sao hắn chỗ tu luyện huyền hoàng chi đạo nhất là bị càng không chi lực khắc chế nhưng cũng may càng không chi lực tu luyện cửu tử nhất sinh, cho nên hắn dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp phải có thành tựu càng không tu sĩ. Nhưng hôm nay cảm thụ được từ trên không trung truyền đến hào hùng khí tức, hắn lập tức minh bạch năm đó là hồng cùng hắn đánh nhau lúc thả bao lớn nước. Ken. Lại là một tiếng chuông vang, một vòng màu trắng linh ba lập tức khuấy động mà ra. Đảo qua đám người trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác thể nội pháp lực không bị khống chế sao động. Hoàng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chương 1250 30 năm sau. Nguồn: Mê truyện audio.com. Một canh giờ sau, Thất Thánh Sơn chỗ sâu một tòa trong đình viện. Bảo Hoa ngồi ngay ngắn ở một tấm bàn tròn màu bạc bên cạnh, ngón tay ngọc đùa bẩn một đóa màu hồng nhạt tiểu hoa, khóe môi nhếch lên một vòng điềm tĩnh mỉm cười, khí chất ưu nhã cực điểm. Mà đứng sau lưng hắn mấy trượng chỗ ma ngạc, giờ phút này lại là một mặt buồn khổ. Hắn không nghĩ ra, dựa vào cái gì một cái trước đây tu vi còn không bằng hắn nhân tộc tu sĩ, có thể tại thời gian ngắn bên trong lắc mình biến hóa trở thành hắn nhìn mà không kịp tồn tại. Lặng lặng chờ đợi bên trong, không biết qua bao lâu, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một lát sau, kia tiếng bước chân chủ nhân liền tại bảo hoa trước mặt trạm đình. Hắn ở đâu? Sớm đã phát giác người tới cũng không phải là lạc hồng bảo hoa ngay lập tức không có ngẩng đầu, vẫn nhìn xem trong tay hồng phấn hoa hỏi. Lạc huynh không ở nơi này. Giảng vân hoa lúc này một bên quan sát tỉ mỉ lấy bảo hoa, một bên trầm giọng trả lời. Cái gì vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung?